Rồi, xin kính chào quý anh em, xin kính chào quý bà con mình ha. Thì trở lại cái clip tiếp theo. Hôm nay anh em sẽ chia sẻ đến quý anh em và quý bà con mình về cái giải pháp chúng ta làm cơ đọt. Quy trình mà làm cơ đọt cây sầu riêng á, thì chúng ta có nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là quý bà con mình bón phân ở phía dưới và chúng ta phun thuốc để kéo đọt ở phía trên. Cây sầu riêng chúng ta nó khỏe, lá xanh đậm, rồi cái bộ rễ chúng ta nó phát triển mạnh. Thì quý bà con chúng ta làm cơ đọt thì rất là dễ dàng. Và cái quá trình mà chúng ta phun để chặn những cái đối tượng rầy xanh nó chích thúc cơ đọt chúng ta cũng rất là dễ dàng quý bà con. Nhưng khi cây sầu riêng chúng ta nó bị si, nó vàng lá, hoặc là một số cây nó bị cháy lá, tức là quý bà con mình còn gọi là bệnh thắng thư, và cái bộ rễ chúng ta ở dưới nó phát triển kém, thì ở trên cây sầu riêng chúng ta bà con mình làm cơ đọt, bà con mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Khi cây sầu riêng chúng ta nó bị si, mỗi bà con chúng ta làm cơ đọt, chúng ta phun những cái dòng thuốc kéo đọt, thì quý bà con chúng ta phải lựa những cái dòng thuốc làm bằng hữu cơ. Những cái dòng thuốc làm bằng hữu cơ là sao? Là những cái dòng thuốc được nhập từ những cái nước tiên tiến, và trong những cái dòng thuốc đó nó phải được làm bằng những cái hoạt chất, những cái thành phần mà nó đã được chuyển hóa sang những cái dòng dinh dưỡng dễ tiêu để phục vụ cho một số cây nó bị si. Nếu như quý bà con chúng ta, cây chúng ta nó bị si mà quý bà con chúng ta chọn lựa những cái dòng dinh dưỡng mà dòng hóa học để chúng ta phun kéo đọt á, như cái dòng 30-10-10, 33-11-11, hoặc là một số cái dòng phân bóng lá làm bằng hóa học, làm bằng những cái dòng NPK mà một số cái công nghệ trong nước á, nó pha trộn lẫn nhau. Thì đối với những cái cây mà bị si, quý bà con chúng ta phun những cái dòng thuốc làm bằng hóa học đó, nó làm cho cây sầu riêng chúng ta nó bị suy tiếp nha quý bà con. Tại vì trong cái điều kiện cây chúng ta nó bị vàng lá, cháy lá, bộ rễ yếu, mà quý bà con chúng ta chọn lựa những cái dòng dinh dưỡng mà làm bằng hóa học, thì cây sầu riêng chúng ta nó sẽ bị phản ứng ngược, tức là nó sẽ bị ngộ độc và nó sẽ bị rụng lá, cháy lá, và cây sầu riêng chúng ta càng ngày nó sẽ càng bị suy, bị nặng tiếp. Đó, chúng ta cần lưu ý về cái dòng dinh dưỡng mà quý bà con chúng ta chọn để chúng ta phun để kéo đọt. Thì quý bà con chúng ta muốn an toàn á, kể cả cây chúng ta bị si hoặc là cây chúng ta nó khỏe mạnh á, thì quý bà con mình cũng nên chọn những cái dòng dinh dưỡng mà làm bằng hữu cơ, những cái dòng amino, những cái dòng nguyên liệu của nước ngoài được chuyển hóa thành những cái dòng dinh dưỡng dễ tiêu, thì cây sầu riêng chúng ta nó sẽ hấp thu rất là nhanh. Hôm nay thì cũng xin giới thiệu cho quý bà con một số cái dòng thuốc để chúng ta phun kéo đọt cây sầu riêng. Đầu tiên, quý bà con mình có thể áp dụng cái dòng amino của Pháp. Thì cái dòng amino này quý bà con nó có 3 cái lợi ích. Thứ nhất á, là nó chứa cái dòng dinh dưỡng lăng dễ tiêu. Và cái dòng lăng dễ tiêu này rất ít những cái dòng sản phẩm amino trên thị trường này có được. Chỉ có cái dòng amino Pháp quý bà con thì nó có cái hàm lượng lăng dễ tiêu rất là cao. Và khi chúng ta đưa cái dòng amino đó vào á, nó sẽ giúp cho cái cơ đọt của quý bà con ra một cách rất là khỏe. Cơ đọt chúng ta ra tới đâu nó xanh, nó dày, nó chắc tới đó, và cơ đọt chúng ta rất là mập. Và thứ hai là cái dòng amino Pháp này quý bà con nó có chứa trên 17 loại axit amin thiết yếu trong đó. Thì khi mà chúng ta đưa những cái dòng axit amin vào cây, những cái dòng axit amin đó nó sẽ chuyển hóa thành một cái dạng protein. Chính những cái dòng protein đó nó mới giúp cho cây sầu riêng của quý bà con mình ra cây ra đọt một cách khỏe nhất. Và thứ ba là cái dòng amino của Pháp này quý bà con nó chứa cái dòng kali hữu hiệu và một số cái nguyên tố vi lượng làm bằng dạng chelate. Thì đưa vào cây một số cái nguyên tố vi lượng làm bằng chelate và những cái dòng kali hữu hiệu, nó sẽ giúp cho những cái enzyme chúng ta nó được hoạt hóa rất là tốt. Khi mà cây sầu riêng chúng ta những cái men nó hoạt động mạnh trong cây á, thì nó sẽ giúp cho cái tốc độ mà phát triển cây chi tàn, cái cơ đọt chúng ta ra rất là khỏe, rất là nhanh. Thì đó là một cái điều kiện rất tốt để cây sầu riêng chúng ta nó tăng được cái sức chống chịu, tăng được cái sức đề kháng đối với một số dịch hại trong thời điểm cây sầu riêng chúng ta nó ra cơ đọt. Ví dụ như rầy xanh. Rầy xanh là cái đối tượng rất là quan trọng trong thời điểm mà cây sầu riêng chúng ta nó ra cơ đọt, nó là cái đối tượng rất là nguy hiểm. Thì tiếp theo là một cái dòng để phối với cái dòng amino Pháp để chúng ta phun kéo đọt á, là cái dòng hữu cơ được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trong cái thành phần của cái dòng dinh dưỡng hữu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ này á, là nó có chứa một số cái axit humic, axit fumic,
một số cái dòng hữu cơ dẫn nước với hàm lượng rất là cao do một số cái thành phần axit humic, axit fulvic trong cái hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ đó đó, nó như một cái chất kích thích sinh trưởng. Thì khi mà đưa vào cái bộ phận của cây, nó kích thích một số cái enzyme mọi cái hoạt động trong cái thời điểm mà khi mà cây sầu riêng chúng ta nó ra cơ đọt á, thì nó sẽ giúp cho ra cơ đọt rất là nhanh, rất là khỏe. Nói với con mình có thể yên tâm để chúng ta áp dụng cái dòng dinh dưỡng đó. Thì trong thời điểm tạo cơ đọt, chúng ta chỉ cần phun hai cái dòng dinh dưỡng đó là cái dòng amino của Pháp và cái dòng hữu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ để chúng ta kéo cơ đọt. Và khi mà tạo cơ đọt, chúng ta không thể thiếu cái dòng thuốc rầy. Rất là nhiều bà con mình đau đầu khi mà cây sầu riêng chúng ta ra cơ đọt, là chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta ứng phó với cái đối tượng rầy xanh. Muốn phòng trừ cái đối tượng rầy xanh này đạt hiệu quả cao nhất á, thì bà con chúng ta cần phải đảm bảo một số cái điều kiện. Thứ nhất là cây sầu riêng chúng ta nó khỏe, lá xanh đậm, dày bóng, rễ phát triển mạnh, thì nó đã chống chịu một phần đối với đối tượng rầy xanh. Tại vì khi mà cây sầu riêng của bà con mình nó đẹp, nó khỏe thì nó có cái sức đề kháng để mà nó chống chịu lại cái đối tượng rầy xanh, thì chúng ta đỡ được một phần. Cái thứ hai là trong cái điều kiện mà bà con mình phun thuốc rầy á, thì bà con mình phải đảm bảo là dưới mô bà con mình phải tưới đầy đủ nước. Tại vì có một số bà con mình á, là khi mà phun thuốc trừ rầy á, quý bà con mình để cái mô đất dưới đó, nó bị khô, quý bà con mình không tưới nước đầy đủ, thì cái hiệu quả mà cái thuốc nó mang lại nó sẽ không cao, và cái tác dụng mà phòng trừ rầy nó sẽ không có. Lý do của bà con mình để khô nước, cây sầu riêng chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu thuốc vào những cái tế bào, thì nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta phòng trừ rầy xanh nó sẽ gặp một số cái vấn đề. Nó có một số bà con mình phun không hết, quý bà con mình đổ thừa do thuốc, nhưng mà quý bà con mình không xem một số cái vấn đề xung quanh, ví dụ như cái điều kiện môi trường, là vấn đề về đất, vấn đề về nước, vấn đề về thời tiết. Thời tiết là sao? Thời tiết là trong thời điểm mà quý bà con mình phun á, là quý bà con mình chọn cái thời điểm phun không phù hợp. Ví dụ như quý bà con mình phun vào cái thời điểm mà chưa nắng gắt thì cái hiệu quả thuốc nó sẽ không cao. Tốt nhất của bà con mình phun thuốc á, là bà con mình chọn hai cái thời điểm. Thứ nhất là cái thời điểm sáng sớm và cái thời điểm chiều mát. Nhưng mà anh em khuyến cáo bà con mình nên phun thuốc vào cái điều kiện chiều mát, nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và khi mà phun thuốc trừ rầy á, thì chúng ta phun thuốc gì? Thì đối với thuốc trừ rầy á, thì anh em giới thiệu cho bà con một số cái dòng thuốc rầy. Thứ nhất là cái dòng VIP 300. Thì cái dòng thuốc rầy này được làm bằng hai cái hoạt chất là cái dòng acetamirip và cái dòng imidaclorip. Thì cái dòng VIP 300 này anh em cho quý bà con mình phun một số vườn á, thì nó đạt cái hiệu quả rất là cao trong cái việc mà chúng ta phòng trừ cái đối tượng rầy xanh. Thì đối với cái dòng VIP 300 này, quý bà con mình có thể pha một gói 100g cho 200 lít nước. Đó là cái liều lượng chuẩn đối với quý bà con mình phun trên cây sầu riêng chúng ta thời điểm mà cây chúng ta nó phát triển một cách bình thường. Thì còn cái trường hợp là cây sầu riêng của quý bà con mình bị suy nặng, cái rễ nó phát triển yếu, lá nó vàng, thì chúng ta phun thuốc rầy á, chúng ta nên cộng thêm một cái dòng thuốc sâu dạng mát. Thì cái dòng thuốc sâu này quý bà con mình có thể áp dụng cái dòng tăng quyên. Thì cái dòng tăng quyên này á, là nó được làm bằng cái gốc sinh học, cái gốc amametin, thì chắc nhiều quý bà con mình quen với cái gốc thuốc này. Tại vì khi mà cây sầu riêng chúng ta nó bị suy, cái sức đề kháng cây sầu riêng chúng ta nó không có, thì cái áp lực đối với dịch hại này rất là cao. Cho nên quý bà con mình phun thuốc rầy, chúng ta nên phối thêm cái dòng thuốc sâu dạng mát để tăng cái hiệu quả của thuốc đối với dịch hại, quý bà con chúng ta lưu ý ha. Và cái dòng thuốc rầy tiếp theo thì quý bà con mình có thể áp dụng cái dòng B41. Thì cái dòng B41 này á, được làm bằng những cái hàm lượng hoạt chất rất là mạnh, trong đó có cái dòng thiamethoxam. Thì cái hoạt chất đó là cái hoạt chất rất là tiên tiến, và có thể đánh giá là cái dòng thiamethoxam là cái dòng hoạt chất là có hiệu quả hiện nay rất là cao đối với một số cái đối tượng như bọ trĩ, rầy trên một số cái loại cây trồng hiện nay, trong đó có cây sầu riêng. Thì quý bà con mình có thể áp dụng thêm cái dòng B41 ha.
Tại vì trong cái quá trình mà chúng ta làm cơ đọt á, thì chúng ta trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau, cho nên của bà con chúng ta cần phải đổi những cái gốc thuốc khác nhau. Ví dụ như kê đầu tiên của bà con mình phun cái dòng VIP, thì kê thứ hai của bà con mình xài B41 thì nó sẽ không có gây cái tính kháng đối với một số dịch hại hết bà con, nhất là các đối tượng rại xanh. Thì thời điểm chúng ta phun thuốc là khi nào? Tức là khi cây sầu riêng chúng ta nó vừa mới nhú cái đọt các bà con. Và cái việc mà chúng ta phun thuốc trễ đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Tức là khi mà quý bà con chúng ta để cái cây đọt chúng ta ra và một số lá trên cây đọt chúng ta bắt đầu nó mở, quý bà con chúng ta mới tác động cái thuốc vào á, thì lúc đó nó đã trễ. Lúc đó có thể là một số cái đối tượng rầy chúng ta bắt đầu nó chích rồi trước đó. Cho nên quý bà con chúng ta phun thuốc trễ thì nó không có giúp ích được gì. Nó chỉ có tác dụng từ thời điểm đó và về sau thôi, còn trước đó nó đã bị rầy chích rồi thì nó không có tác dụng đó. Chúng ta lưu ý ha, cái thời điểm tốt nhất chính là cái thời điểm khi mà cái cơ đọt chúng ta nó vừa nhú, thì quý bà con chúng ta tác động thuốc là cái thời điểm thích hợp nhất. Và thời điểm khi mà cây sầu riêng chúng ta nhú đọt thì quý bà con mình phun thuốc một cử, đến 7 ngày sau khi cơ đọt chúng ta bắt đầu lá nó mở thì quý bà con chúng ta phun thêm một cử nữa lặp lại. Thì phun cái cử lặp lại của bà con mình vẫn phun cái dòng amino của Pháp, dòng hữu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ và thuốc rầy. Lúc đó cái rầy chúng ta đổi gốc thuốc khác. Ví dụ như cử đầu tiên của bà con mình phun VIP, thì cái cử thứ hai sau đó 7 ngày quý bà con mình đổi cái gốc là B41 đó, để chúng ta không có bị cái rầy nó kháng thuốc ha. Thì khi mà quý bà con chúng ta phun thuốc cao đọt và thuốc rầy hai cử cách nhau 7 ngày thì nó sẽ giúp cho cái cơ đọt chúng ta ra một cách khỏe nhất, mạnh nhất và lên màu rất là đẹp. Thì trong lúc mà cây sầu riêng chúng ta nó bắt đầu nó nhú đọt á, thì ở trên quý bà con chúng ta phun thuốc kéo đọt, ở dưới quý bà con mình có thể căn theo tình hình mà chúng ta bón phân. Thứ nhất là cây quý bà con mình phải trồng từ 7 tới 8 tháng trở lên mà cây sầu riêng chúng ta nó phải khỏe, phát triển một cách bình thường thì chúng ta mới tác động được cái dòng phân hóa học. Ví dụ như cây mà từ 6-7 tháng trở lên á, quý bà con chúng ta chỉ được tác động khoảng từ 50g tới 100g trở lại thôi, chúng ta không được bón nhiều. Tại vì cây chúng ta dưới năm mà chúng ta bón phân hóa học nhiều quá, nó sẽ gây cái hiện tượng nó bị cháy rễ, thối rễ do cái phân nó mặn. Cây khỏe, cây mạnh, bộ rễ phát triển mạnh thì chúng ta mới được đi phân hóa học trong thời điểm cây chúng ta nó nhú cơ đọt. Còn cây chúng ta nó bị suy, bị vàng lá, cháy rễ, thối rễ, chúng ta không nên rễ phân hóa học. Nếu mà quý bà con mình rải thì nó sẽ gây cái hậu quả rất là nguy hiểm đó, chúng ta nên lưu ý ha. Thì cái buổi hôm nay cũng xin tạm ngưng, xin chúc bà con mình và quý anh em mình thật nhiều sức khỏe ha. Thì hẹn gặp lại quý anh em, quý bà con mình vào cái clip tiếp theo. Rồi, xin chào quý bà con.